P0300 là mã sự cố chẩn đoán cho phát hiện cháy ngẫu nhiên hoặc nhiều xi lanh. Trong trường hợp này, hãy dừng lái xe và sửa chữa xe ngay lập tức. Nó chỉ ra rằng hai hoặc nhiều xi lanh đang bị cháy sai. Nếu bạn muốn khắc phục mã lỗi, hãy xem video này để khắc phục với chi phí thấp. Các bạn cũng vui lòng để lại bình luận bên dưới. Các chuyên gia thợ của chúng tôi sẽ giải đáp ngay sau đây. Đừng quên like và subscribe kênh của chúng tôi nhé. Cảm ơn một lần nữa vì đã xem video này.